Puka và Jin Tuấn Kiệt bao vé máy bay đưa dàn sao đến Khánh Hòa dự đám cưới. Lê Dương Bảo Lâm làm MC chiều ngày 3 tháng 11 tại sân bay thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Puka, Jin Tuấn Kiệt, Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Hòa Minzy, Duy Khánh, S, T Sơn Thạch, Thúy Ngân, Trương Thế Vinh, Lily, Anh Tú, Huỳnh Lập, Minh Tú, Quang Trung, Ngô Kiến Huy, Chris Phan, Gio Lê, Quốc Khánh, Minh Dự và nhiều khách mời khác đã cùng di chuyển bằng máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh Khánh Hòa để tham gia vào sự kiện quan trọng của đôi uyên ương Puka và Jin Tuấn Kiệt. Theo chia sẻ của Lê Dương Bảo Lâm, một trong những khách mời đặc biệt của đám cưới này, cô dâu và chú rể đã tự lo vé máy bay cho quan khách. Hài hước bày tỏ rằng nên mua vé hạng thương gia cho các nghệ sĩ, nhưng cuối cùng chỉ được vé hạng phổ thông. Chris Phan cũng không kém phần hóm hỉnh khi chia sẻ về chuyến hành trình từ xe buýt đến máy bay như một cuộc phiêu lưu đầy vui vẻ. Không khí trong chuyến bay rất vui vẻ và rộn ràng, với sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí Việt Nam. Đây được xem là một trong những chuyến bay đặc biệt khi nhiều nghệ sĩ hàng đầu đồng loạt tham gia. Lê Dương Bảo Lâm cũng tiết lộ rằng anh sẽ đảm nhận vai trò MC của đám cưới Puka và Jin Tuấn Kiệt. Điều này rất thú vị vì trong chương trình Hành Trình Rực Rỡ, Puka và Jin Tuấn Kiệt đã làm một đám cưới giả định và Lê Dương Bảo Lâm đã đảm nhiệm vai trò MC trong chương trình này. Buổi lễ cưới của Puka và Jin Tuấn Kiệt sẽ diễn ra vào chiều ngày 4 tháng 11 tại một khách sạn 5 sao ven biển ở Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đây là một buổi tiệc riêng tư dành cho gia đình và bạn bè thân thiết trong ngành nghệ thuật. Sau đó, cặp đôi sẽ quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức tiệc báo hỷ. Ngoài ra, họ cũng có kế hoạch tổ chức một hôn lễ theo phong cách miền Tây tại Đồng Tháp, quê hương của Puka, nhưng ngày giờ chính thức vẫn chưa được công bố. Trong buổi lễ ở Khánh Hòa, Puka và Jin Tuấn Kiệt đã đặt quy định về trang phục cho khách mời, yêu cầu mọi người mặc theo gam màu đỏ, cam đất, nâu, tạo nên không gian ấm áp và sang trọng cho dịp này. Với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và những chi tiết độc đáo, đám cưới của Puka và Jin Tuấn Kiệt hứa hẹn sẽ là một sự kiện đáng nhớ và rất đặc biệt trong làng giải trí Việt Nam.